Hi, mến chào cô chú anh chị và các bạn đến với kênh Minh Châu miền Tây Hoàng Hoa Sáng Tạo nha. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ một cái video hướng dẫn ốp gạch tường nha cô chú anh chị và bạn. Thì ở đây mình hướng dẫn cho những anh em mới biết vào nghề nha, để biết cách thức để mình ốp gạch tường sao cho nó nhanh và chuẩn nha. Thì nay mình ốp gạch tường, thì tường này là tường mới nè. Thì mình sẽ trước tiên thì mình sẽ dùng một cái máy laser đó, thì mình sẽ bấm mực mặt bằng. Thì bây giờ thì nó hiện đại thì ở chỗ nào cũng có bán cái máy laser này nha các bạn anh em. Thì những anh em trong nghề thì nên mua một cái máy laser như vậy để mình sử dụng cho nó hiệu quả và nó nhanh lẹ nha. Thì mình trước tiên nó tìm muốn dán một bức tường như vậy thì mình hãy dùng những con đội, thì đội tự chế hoặc là đội mình mua để mình sử dụng sao cho nó cân bằng, nó chuẩn một cái hàng chân dưới trước này, rồi sau đó mình sẽ mấy cái dán ở trên nha. Thì đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn anh em để làm sao để mình gầy được một cái bước chân được ngay thẳng để mà nó nhanh lẹ. Thì các bạn nên dùng những con đội như thế này, rồi mình sẽ đi một cái đường chân, ví dụ một bức tường nó dài 5 m hoặc là 3-4 m gì đó. Thì ở đây mình hướng dẫn là gạch này là 30-60 nha, gạch 30-60. Thì mình đi một cái len chân trước, đi cho nó một hàng qua cho nó chuẩn như thế này, như mình đã đang thi công hòa dán cái chân tường trước nè. Thì dán cho nó giáp từ một khoảng như vậy, mình lấy cho nó chạy, sau đó mình sẽ tiếp tục mình dán ở trên nha. Chứ các bạn mà dán hàng nào theo lên hàng ấy thì nó khó canh chỉnh cho mình nguyên một cái mảng tường nha. Mình phải làm một cái đường chân cho nó chuẩn xong thì lên trên bắt buộc là gạch nó phải đi đúng theo cái nằm gọn của mình đã dán từ dưới chân lên. Ví dụ mình có sai lệch gì chăng nữa cũng rất là dễ chỉnh. Còn một hàng nào đi theo hàng đó, nhiều khi gạch mình còn đang ướt á, hồ mình đang ướt thì nó nặng, thì nhiều tấm lên thì nó sẽ càng nặng, thì nó sẽ bị chạy và lệch. Do đó nên anh em mình phải dán cái đường chân trước cho nó chuẩn. Khi mình dán từ đầu này tới đầu kia thì cái tấm thứ nhất mình dán thì nó sẽ khô. Rồi, với thứ hai nữa thì ở đây mình cũng sử dụng là keo mình pha với xi măng. Đó. Pha xi măng thì tỷ lệ là m 3 phần keo, 7 phần xi măng và 4 phần cát ngang cô chú anh chị bạn. 4 phần cát hoặc 3 phần cát tùy theo các to các nhuyễn. Thì ở đây mình sử dụng nên sử dụng là các nhuyễn nha, để mình pha vô xi măng với keo để cho nó cái độ mà nó chậm rút nước để mình dán cho nó dễ. Thì pha keo keo thì mình pha không cũng vẫn được, rất là ok, nó không có khô liền, nó chậm khô là nó cũng dễ dán, nhưng mà nó rất là nó hao, tại vì do ba keo nó rất là giá tiền, nó cũng hơi cao anh em. Thì mình ở đây mình pha với xi măng với cát để cho nó được hiệu quả mà nó lại giảm chi phí cho chủ nhà. Thì những cái tỷ lệ mình pha lúc trước á, thì mình cũng có chia sẻ cho các bạn và anh em trong ngày để xem. Thì có những cái nhiều anh em trên mạng cũng chia sẻ là dán gạch không cần nhúng nước. Thì các bạn đều đừng có nghĩ tới y chang như vậy nha. Thì những anh em đó chia sẻ là người ta dán ở công trình nhà khu chung cư đó, người ta sử dụng là keo. Thì keo không á, thì anh em khỏi cần nhúng nước, khỏi cần ngâm gạch cũng vẫn được đó, thì người ta sử dụng keo. Còn mình ở đây là mình đang làm ở miền Tây, ở miền quê, thì gạch thì phải lúc nào cũng phải ngâm nước rồi mình dán keo pha với xi măng đó, nên mình mới ngâm nước cho nó dễ thi công chứ không bị hóc nước trên một cái bức tường khi mình đã dán ít cái độ chớp.
Thì tường mình lúc nào mình trước khi dán thì mình phải tứ ra cho nó có độ ẩm ở trong cái tường, khi mình dán gạch vô thì nó cũng không bị chớp những cái đầu gạch của mình nha, khi khô nó không bị nhóc lại. Thì mình ở đây thì mình chia sẻ cho những anh em mà mới đi học dán gạch thôi nha, còn những anh em nào mà đã có làm rồi thì đã hiểu về cái nguyên lý của xi măng dưới tường để ốp gạch cho hiệu quả. Thì ở đây những anh em mà mới đi học nghề thì thì mong anh em xem và làm theo như của mình, thì bảo đảm với anh em là bức tường mình sẽ chắc chắn 100% rất là hiệu quả. Thì anh em nào mà chưa có sử dụng ba căn cưa thì mình cũng tập mình làm sử dụng ba căn cưa để cho cái bức tường mình được dán gạch được nó đặc và chắc không bị bỏng nha. Thì ba căn cưa thì mới đầu thì xài sử dụng thì nó hơi đỡ tay, khi mà anh em mà xài rồi quen thì bảo đảm là anh em là dán gạch lúc nào phải cũng cần cái một cái ba căn cưa. Thì ba căn cưa thì ở chợ thì người ta cũng có chỗ bán mà dụng cụ xây dựng á, thì người ta bán đầy đủ cho anh em ba căn cưa tay trái bên tay phải, vì thuận tay nào thì mua bên cái đó. Thì mình đó thì mình trước mình cũng có mua nhưng mà mình không có sử dụng, mình tự chế cái bài mình đang sử dụng là mình tự làm nha. Đó. Thì một cái tự làm thì nó cũng rất là dễ, một mình mua cái bài vuông thì mình làm cũng vẫn được, còn không thì mình sử dụng bằng một miếng thép là 1 ly 2, thì mình sẽ cắt cái bài và sau đó cán cúc. Thì làm cán thì cán các bạn làm cũng được, hoặc là mình mua cái bài nào đó thì mình khỏ ra mình lấy cán mình sử dụng mình làm thôi đó. Thì mình chia sẻ những cái kinh nghiệm cho anh em xem và làm theo cái thức của mình đó. Thì ở đây thì mình đang dán một nguyên một vách tường là ở mặt cửa sổ tường 200. Thì gạch này thì nói chung thì nó cũng tương đối thôi nha anh em, chứ không phải là gạch cao cấp đó, nó gạch cũng ở miền Tây mình thì ít sử dụng là gạch cao cấp nên mình ít cũng ít cái sử dụng để mà hướng dẫn cho anh em. Thì những anh em nào mà đã làm qua thì cứng tay nghề, thì mong anh em xem cái video của mình ủng hộ, và những có những cái thắc mắc gì thì chia sẻ bình luận bên dưới để cho mình học hỏi thêm kinh nghiệm nha. Mình cũng chân thành cảm ơn rất nhiều. Rồi bây giờ mình mời cô chú anh chị và các bạn xem tiếp mình ốp gạch nha, rồi có hiệu quả và đẹp hay không thôi.
Rồi, đây là mình đã dán ốp ra gạch ra xong một mặt cửa sổ nha cô chú anh chị và các bạn. Đó, thì ở đây là mình đang vệ sinh để cho nó sạch lại nha. Đường gòn rất là đẹp, ok. Đó, thì mình biết bao nhiêu kinh nghiệm thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn và những anh em mới vào nghề nha, để đặt dán được ốp gạch được một bức tường hiệu quả và nhanh và đẹp. Rồi mình cũng kết thúc clip nha, hẹn cô chú anh chị và các bạn lại những clip tiếp theo. Ok, bye bye.